Nhận lời mời của đô trưởng Phnom Penh Khuong Sang, hôm nay 9 tháng 9, đồng chí Hoàng Trung Hải, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố Hà Nội bắt đầu thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia. Trong buổi tiếp đoàn sáng cùng ngày, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Samdech Hun Sen khẳng định. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ cố gắng hết sức để phát triển mối quan hệ hai nước Việt Nam Campuchia ngày càng sâu sắc hơn. Đồng thời nhấn mạnh lãnh đạo hai nước cần quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành, các địa phương như Hà Nội và Phnom Penh mở rộng và tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, tăng cường trao đổi chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý đô thị, giao lưu hữu nghị nhân dân. Đồng chí Hoàng Trung Hải cảm ơn Thủ tướng Samdech Hun Sen đã dành thời gian tiếp đoàn Thông báo với thủ tướng những kết quả hợp tác giữa thủ đô Hà Nội và Phnom Penh, hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi một số vấn đề cùng quan tâm như quy hoạch phát triển hạ tầng, quản lý đô thị, cơ chế tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động đầu tư kinh doanh tại thị trường hai nước. Việc giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở Campuchia nói chung và ở Phnom Penh nói riêng có cuộc sống ổn định, góp phần tích cực cho công cuộc phát triển đất nước Campuchia, xây dựng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Hoàng Trung Hải, bí thư thành ủy dẫn đầu, đã có cuộc hội đàm với đô trưởng thủ đô Phnom Penh Khuong Sereng.